Với thái độ đúng đắn, Rashford sẽ lại ghi 30 bàn, Ten Hag nói ngày 24 tháng 7 trong buổi họp báo trước trận giao hữu gặp West Ham. Tất nhiên điều đó không dễ dàng, và cả đội phải chơi tốt để đưa cậu ấy vào đúng vị trí. Huấn luyện viên Hà Lan còn ca ngợi Rashford có khả năng dứt điểm sắc bén trong vòng cấm với kỹ năng đa dạng, có thể ghi bàn bằng chân phải, chân trái và đầu. Nếu đội thi đấu tốt, tuân thủ các quy tắc trong lối chơi, và Rashford có thái độ đúng đắn, chọn vị trí hợp lý, cậu ấy sẽ ghi nhiều bàn nhờ có những phẩm chất tuyệt vời, Ten Hag nói thêm, nhấn mạnh về tầm quan trọng ở thái độ thi đấu ở học trò. Ten Hag chỉ đạo Rashford trong một trận ngoại hạng Anh mùa trước. Ảnh AFP. Rashford là cầu thủ Manchester United thi đấu nổi bật nhất mùa trước, với 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận trên mọi đấu trường, gồm 17 tại ngoại hạng Anh, 6 ở Europa League, 6 ở cấp liên đoàn và 1 tại cấp FA. Nhờ đó, tiền đạo người Anh nhận giải cầu thủ hay nhất mùa do cổ động viên bình chọn, Sir Matt Busby Player of the Year, và cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Manchester United. Rashford cũng là cầu thủ đầu tiên của Manchester United chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi Ferguson giải nghệ, và sánh ngang với thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch năm 2012 đến năm 2013. Tiền đạo 25 tuổi còn 3 lần giành giải cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh vào tháng 9, tháng 1 và tháng 2. Tuần trước, Rashford được Manchester United tăng lương theo hợp đồng mới có thời hạn 5 năm đến năm 2028 với lương tuần 390.000 USD. Đây là mức đãi ngộ hàng đầu với một cầu thủ Anh, chỉ sau Raheem Sterling với thu nhập 450.000 USD mỗi tuần tại Chelsea. Hè này, Manchester United đã tuyển bộ tiền vệ Mason Mount, thủ môn Andre Onana và đang ưu tiên tăng cường tiền đạo, với mục tiêu hàng đầu là giữ chân Rashford trong đội hình.